Thì qua nhờ anh giúp em chuyện. Trời ơi, không được đâu, anh không có đi được đâu. Cậu Khôi vừa mới ra ngoài có việc rồi. Rồi mọi người đang gội đầu cho khách ở bên trong á, anh không có đi được. Em rủ anh đi đâu đó anh làm gì hả? Ủa chứ qua đây làm gì? Thì nhờ anh giúp em chuyện này. Chuyện gì nữa? Thì em nghĩ là chỉ có một mình anh mới giúp được em thôi. Nói đi. Em á, có thích một người. Ủa, tự nhiên qua đây nói cho anh thích người là sao? Thì nhờ anh giúp em á, em thích người đó, em muốn người đó thích em. Chứ không phải là em thích anh hả? Anh bị sao vậy? Em thích anh biết mà. Thích anh rồi em còn đi thích người khác nữa là sao? Ủa cái chuyện em thích anh, em có thể thích người khác nữa mà. Em tính bắt cá hai tay luôn hả? Nói gì ghê vậy? Em bắt cá hai tay đâu. Chứ gì nữa, em mới nói với anh là em muốn thích thêm người nữa. Thì em có bắt một mình anh nè, em bắt cá một mình anh thôi. Rồi không có con cá nào khác đâu mà hai tay. Rồi em sao em mới nói là em thích ai thì nữa? Em thích người ta. Thì không phải bắt cá hai tay là gì nữa. Ủa cái ông này, cái người đó đâu có giống anh đâu mà bắt cá hai tay, người ta là con gái mà. Cái gì? Cái gì? Em nói em thích con gái hả? Ờ em thích con gái. Em thích con gái em mới nhờ anh đó. Chỉ đừng mà nói anh với anh hiểu em. Đừng nói với anh là em giới tính linh hoạt nha. Anh nghi rồi. Anh nghi gì? Lần đầu gặp em là anh thấy. Em sao? Anh bị điên, anh nói cái gì vậy? Em quánh anh bây giờ. Đừng nói với anh là. Anh nói em là gái giả trai, trai giả gái hay gì, anh nói gì vậy? Thì em mới nói là em thích con gái. Thì em thích con gái, thì con gái em mới thích. Thì vậy là giới tính liên hoàn rồi gì nữa, vậy anh là thì... em lừa anh rồi. Em lừa anh gì? Anh có biết em thích ai không? Thích ai? Em thích chị Xuân. Cái gì? Trời, em thích chị luôn hả? Cái đó là lái máy bay đó, em tính lái máy bay hả? Anh giống hùng quá à, anh nghe em nói nè. Em thích chị Xuân là tại vì chị Xuân là một người, một cái nhà thiết kế. Mà em nói với anh hả, dân thiết kế ai cũng biết bà hết trơn. Bà rất là khùng, bà bị lập dị á. Anh có tin không, có một nhà thiết kế, em nói thành công mình không nói, nhưng mà bà luôn làm cho người ta cảm thấy bà rất thành công, mặc dù bà chưa bao giờ thành công. Nhưng đó mà... là cái sự tự tin của bà lạ bị... lắm. Nhưng mà tóm gọn lại là bây giờ là em vẫn thích anh đúng không? Còn chị Xuân là... Anh giống bị điên. Chị Xuân là em hâm mộ đúng không? Đúng rồi, em hâm mộ chị Xuân. Thì sao nãy giờ em không chịu nói rõ ra, làm anh tưởng là giới tính của em linh hoạt. Anh bị sao vậy? Em nói chuyện rất rõ ràng. Anh có phải là thích mới hâm mộ người ta không? Được rồi, thì bình thường. Thì em nói cũng yên. Trời ơi, có sao đâu. Thì bây giờ nghe anh nè, em thích chị Xuân thì em đi tìm gặp chị Xuân đi. Anh sao vậy? Bây giờ em đang tham gia một cuộc thi mà có chị làm giám khảo. Chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em đâu. Không nói chuyện thì em xin số điện thoại để em nhắn tin cho người ta gì đó. Anh bị sao vậy? Giờ người ta không nói chuyện mà xin số điện thoại nhắn tin chẳng khác nào hả? Mình giống như mình lợi dụng, em biết là mình thấy sang bắt quan làm họ, cái đó không được. Vậy là bây giờ em muốn là anh giúp em để... Em biết được là chị sáng chị hay chạy thể dục. Em muốn gặp chị mà phải thật là ấn tượng, tạo một cái điểm nhấn lạ lạ giống như bả vậy đó là bả sẽ thích em thôi. Là có nghĩa là em muốn tạo ấn tượng với chị Xuân đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà hứa với anh đó là không có được giới tính linh hoạt bậy bạ nha. Anh bị điên hả? Chỉ có một mình anh thôi đó. Anh ơi, em có linh hoạt, em cũng không có chọn bả đâu. Được rồi, chị nhỏ yên tâm đi. Anh sẽ giúp em tạo ấn tượng với chị Xuân. Yeah. Đình em hả? Không em ơi, em nhầm rồi. Hả? Anh đang đình người khác. Anh sợ, định cua em đúng không? Cô gái hay nói vậy lắm á. Trời ơi, em hả? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà anh cua em? Anh nói là anh đình người khác. Ủa vậy là anh chê em xấu hả? Không phải, anh đang nhìn gái. Đồ biến thái. Nhẹ nhẹ thôi, đâu. Anh ơi, nãy giờ em chưa đụng được anh luôn á. Em làm đi đâu quá chịu không nổi nè. Thì anh gì em chứ gì ai nữa. Anh đừng có nhăn nữa, nãy ra mát lắm mà qua mà. Nè nè nè. À... thích rồi nha. Quyền Anh. Dạ. Dạ. Quyền Anh mới qua chơi hả con? Dạ. Hay dạ. Con chào cậu. Trời ơi. Gì gì? Đâu đâu cậu? Không không, cậu đụng dưới đây mà. Mắt con sao vậy? Giờ đụng đây cũng đau nãy giờ. Đau. Đừng. Đó, 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 đụng đâu cũng đau. Mắt con bị cái gì vậy? Dạ. Quyền Anh, con quánh à hả? Ơi không, không phải cậu ơi, con bị kiến cắn. Trời, phải không đây? Con kiến gì mà bầm đen cả nguyên con mắt vậy? Nguyên một ổ kiến luôn á cậu ơi. Cậu nguyên một ổ kiến luôn. Dạ. Nếu như mà cháu của cậu đánh đó, là con sẽ nhốt lại, trói lại, bỏ vô trong cái chuồng kiến đó, cho con cái ổ đó nó cắn nẻ 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 nó giết chết. Em nói gì mà ghê vậy? Đang đau nè Quyền Anh. Dạ. Cậu phát hiện
việc học thiết kế thời trang không thích hợp với con. Ủa sao vậy cậu? Con thích tương lai con sẽ trở thành cai ngục và thành một con kiến chúa. Trời ơi, ui em được thành kiến chúa. Rồi rồi, chậm cho anh đi, đâu quá nè. Em nói cho anh biết, đây là nhẹ nhàng. Em muốn lần sau anh phải thành công. Cái gì? Lần sau nữa hả? Ừ. Đi. Ê nè, may nhờ các em giải cứu chị kịp thời đó. Chị ơi, em quý chị lắm nên em cứu chị là niềm vinh hạnh của em đó chị. Cảm ơn em nha. Chị không sao đúng không chị? Không sao hết. Chị cảm thấy là kể từ nay về sau mình có thể trở thành chị em thân thiết. À, đúng rồi, em cứu chị đó, em cứu chị đó. Đúng rồi. Kể từ ngày mai mình có thể cùng nhau ra công viên với nhau đúng ha. Rồi, mình cùng đi công viên với nhau chị nhé. Em biết không, chị làm về ngành thời trang đó, cho nên là cái mái của em nó quện lại, nó lưa thưa, nó dễ thương quá. Nó tự nhiên quá hả chị? Giống như tóc chị nè. Trời ơi, nhìn nó như tóc thiệt vậy đó. Em tóc chị lắm. Tóc thiệt mà. Ủa vậy hả? Ừ. Trời ơi, em nhìn em tưởng ni lông không hả? Đâu có, đâu tóc thiệt đó mấy gái ơi. Trời ơi, có khi nào anh bị mù mắt luôn không? Trời ơi, em chưa đụng vô luôn á. Có khi nào anh bị mù mắt luôn không? Đau quá nè. Anh bớt la lại. Anh la em giật mình, em thở. Đi! Nhanh đi. Ai ở đâu yên đó? Gì vậy cậu? Nguyễn Anh, Nguyễn. Dạ, dạ. Sao cái hình ảnh này quen quá ta? Sao cậu? Con bỏ một tay xuống. Tay nào cậu, tay nào? Tay phải. Tay phải nè. Trời, cái hình ảnh vẫn quen. Bỏ luôn tay trái xuống. Cậu. Trời ơi! Mới nè. Dì ơi, sao vậy? Nó hôm nay nó bị thêm một mắt nữa rồi. Cái gì? Con bị kiến nó cắn luôn mắt bên đây rồi hả? Dạ, con kiến này độc tố nó nặng lắm cậu ơi. Giờ con trúng độc luôn rồi đó. Quyền Anh. Dạ. Cậu phát hiện cái nghề cai ngục của con càng ngày càng lên tay đó. Trời đừng có trời đất vậy, nghe cậu nói nè. Là con gái phải hiền lành một chút, phải nhu mì một chút. Nó phải hở ra một cái là đánh người yêu của mình, hở ra một cái đánh người yêu của mình. Cái gì con bạo lực quá vậy? Ơ cái gì? Cậu chưa nói hết, ngồi yên. Con nhìn con đi nè. Tài năng cũng không hơn ai, nhan sắc cũng không hơn ai, công dung cũng không hơn ai, bếp núc cũng không hơn ai, nữ công gia chánh cũng không hơn ai. Con nghĩ con giỏi lắm, con may mắn lắm con mới quen được thằng Duy. Nó đẹp trai, nó hiền lành và giỏi giang nữa. Sao hở ra con đánh nó, hở ra con đánh nó. Hôm nay con đánh nó mắt này, ngày mai đánh mắt này, còn cái miệng nó sao không đánh luôn? Cậu! Chắc ngày mai con đánh luôn cái miệng nó quá à. Cậu! Cái gì? Sao con nói hồi con giống như cái đồ bỏ đi vậy? Thì đúng rồi, cậu nói. Cậu mà cậu chê gì thế ghê vậy? Trời ơi, hư thì cậu phải chê chứ, con gái gì mà hung hăng vậy? Sao hở ra là đánh người ta nè, cái ngữ này không có ai lấy đâu nghe chưa? Rồi ở giá suốt đời đó. Cậu! Cái gì? Con không có đánh ảnh! Vậy ai đánh? Con! Không phải con nói cho cậu biết, không phải con nghĩ sao mà cậu nói con dù sao cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đổ sách nổi tiếng, tương lai con sẽ nổi tiếng, nhưng con học chưa bao giờ là con học dở hết mà cậu nói con không ra cái gì hết, rồi ai mà lấy con? Nhưng mà cậu xác định là con đánh nó đó. Con không có đánh. Cậu là cậu, cậu có quyền, có quyền nghi ngờ gì đó. Ừ. Không chịu thì thôi. Mà nó đánh con phải không? Coi như nãy giờ cậu chưa nói gì đi. Cậu đứng lại đó cậu coi. À, đâu? Đó! Cậu bắt quả tang, cậu mới đánh người ta.